Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivadeyami Sokhato bhagavata dhammo dhammang namassami Suppate vanno bhagavato sevaka sangho sangkhang namami Namo buddhaya, namo dhammaya, namo sangkhaya. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Thế Tôn ngài Bậc A La Hán chánh đẳng giác. Do năng lực tán dương đức Tam Bảo các vấn tắc xin gia hộ cho chư Tôn đức Tăng và toàn thể chư Phật tử lưu đoạn ăn vô tịnh lạc được tấn hóa trong Phật pháp và nhanh chóng chứng đắc được đạo quả niết bàn cùng nhau cả thảy. Sa thú lành thay. À, tiếp theo chúng ta bước qua một cái tiêu đề tức là về Bồ Tát quán sát lý duyên sinh. Trước tiên là chúng ta nói về cái tùy thuận duyên sinh. Thì theo trường bộ kinh tập 2 bài kinh Đại Bổ tức là Maha Padana Sutan, Maha Padana Sutan Phá, bài kinh số 1 ký hiệu là D21. Thì bản kinh mô tả sự xuất gia của Bồ Tát Vipassi. Thì theo các nhà học giả học sử đó, thì đây là một phiên bản của Bồ Tát Gotama và chỉ có thay đổi trước bích về chi tiết phụ mà thôi. Thì như Bồ Tát Vipassi đó, trước khi xuất gia thì ngài cũng thấy bốn hiện tượng: người già, người bệnh, người chết và vị xuất gia. Và Bồ Tát Quý La Si đã cạo bỏ râu tóc xuất gia để tìm con đường thoát ra khỏi khổ, cái khổ già chết, khổ già chết. Người Đức Phật dạy này các thầy cô, này các thầy cô, Bồ Tát Quý La Si suy nghĩ cái gì có mặt già chết mới có mặt, tức là ngài quán xét ngược trở lại già chết có mặt do có cái gì có mặt, tức là ngài Bồ Tát Quý La Si suy nghĩ rằng cái gì có mặt thì già chết mới có mặt, do duyên gì mà già chết sinh lên. Rồi, thì này các thầy cô, rồi Bồ Tát Quý La Si đã tác ý đúng theo sự thật, ta đi đúng theo kiểu Bali gọi là Yodiso Manasikara đó, và nhờ trí tuệ phát sinh thấu hiểu, phát sinh sự thấu hiểu kiểu Bali gọi là Abhisamaya như sao, tức là phát sinh nhờ trí tuệ phát sinh sự thấu hiểu như sao, do sinh cha tí có mặt nên già chết có mặt, do duyên sinh thì già chết sinh khởi. Rồi này các thiền khu, Bồ Tát Quý Bà Si suy nghĩ cái gì có mặt thì sinh có mặt, do duyên gì sinh phát khởi. Sau khi tác ý đúng theo sự thật, nhờ trí tuệ phát sinh sự thấu hiểu đúng như sau: do hữu phá quá, do hữu có mặt nên sanh, tức là cha tí mới có mặt, do duyên hữu nên sinh phát khởi, vân vân. Rồi, do duyên thủ cho nên hữu có mặt, do duyên ái cho nên thủ có mặt, do duyên thọ nên ái có mặt, do duyên xúc cho nên thọ có mặt, do duyên sáu xứ nên xúc có mặt, do duyên danh sắc cho nên sáu xứ có mặt, do duyên thức nên danh sắc có mặt. Tới đây thôi. Mà chưa nói tới vô minh và hành, cái bản kinh tới đây thôi. Và lúc mà ngài dạy rằng này các thầy cô, rồi Bồ Tát Quý Bà Si suy nghĩ cái gì có mặt thức mới có mặt, do duyên gì thức mới phát sinh. Rồi này các thầy cô, Bồ Tát Quý Bà Si sau khi tác ý đúng theo sự thật, nhờ trí tuệ phát sinh sự thấu hiểu, được thấu hiểu như sau: do danh sắc có mặt nên thức có mặt, do duyên danh sắc thức mới phát sinh lên. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng cái sự quán xét của Bồ Tát Quý Bà Si mà cũng là Bồ Tát Gotama. Bồ Tát quán xét sao?
bao gồm đã quan sát từ già chết nguyên nhân, tức là đi từ kết quả này đi tìm cái nguyên nhân già chết này có mặt do đâu, do có sinh, có sinh à, già tí à, bắt cho vô cha ra mà ra nặng chạy qua. Rồi sinh có mặt do đâu, rồi sinh có mặt nó do có là hữu, tức là phá quá à, phá quá à, bắt cho già à, cha tí à, rồi cái hữu nó sinh lên do nguyên nhân nào, nó do có thủ, có nắm lấy, thủ là nắm lấy của bà đà ná, do có bà đà ná cho nên nó có à, cái hữu à, tức là của bà đà ná bắt chế già à, bắt chế già à, là phá vô rồi thủ nó do duyên gì à, nó, từ cái kết quả đi lần tới cái nhân, thủ nó sinh lên do có cái ái, có cái ái à, do ái, do duyên ái cho nên thủ sinh khởi, sinh khởi lên tăng hai giá à, à, giờ, xin lỗi tăng ha bách cái gia à, ubarana do duyên ái thủ sinh lên, rồi ái sinh lên do duyên gì à, đây mới là cái quan trọng nữa, đây là cái chốt cần phải ngăn chặn, cái ngăn chặn à, cho nên trong kinh văn chúng ta sẽ thấy nè, Đức Phật ngài nói nè, khi mà họ dùng vật thực đó để à, ngăn che để diệt trừ cảm thọ cũ, không cho cảm thọ mới sanh lên à. Về cái ái sanh lên do cái gì, ái sanh lên do có thọ à, thọ duyên cho ái cho nên à, quê đó na bách cái gia à, tăng hà à, do thọ cho nên duyên cho ái cho nên khi thọ dụng vật thực đó, Đức Phật này kết luận rằng à, làm chấm dứt cái cảm thọ cũ, tức là cái cảm thọ khổ do cái bị đối nó đè nén, nó bức bách, và không cho cảm thọ mới sinh lên, tức là không cho thọ nó liên hệ với ái nó sinh lên. Bởi vì nó thọ nó sinh lên mà nó quan hỷ, nó thích thú này, nó bị ái nó à, nó là duyên cho ái sinh lên rồi, nó là như vậy. Thọ là duyên cho ái. Rồi tiếp theo, ái xin lỗi, thọ do cái gì duyên lên, cái gì có mặt thì mới có thọ à, thì Bồ Tát mới thấy rằng do xúc à, cho nên nó đụng chạm mới có thọ à, à, cho nên là phát xá quê đó nè à, xin lỗi phát xá à, bách cha già quê đó nè, do duyên xúc mới có thọ, do thọ à. Rồi Bồ Tát mới có suy nghĩ tiếp à. Do cái duyên gì mà cái xúc nó sanh khởi lên, thì Bồ Tát quý sư thấy rằng do duyên sáu xứ, do gì sáu xứ do có con mắt va chạm với cái sắc trần cho nên xúc nó sanh khởi, do con mắt tiếp xúc với sắc trần rồi tiếp xúc với cái thức tái sanh hay là thức hữu phật nó xúc nó sanh lên à. Rồi hay là do lỗ tai nó tiếp xúc với âm thanh, nó tiếp xúc với cái tâm hữu phật thì là nhĩ xúc nó sanh lên hữu phật. Như này, do sáu xứ cho nên xúc sanh khởi à, cho nên là nam á ru bá bất chế gia à, phát sô à, rồi Bồ Tát suy nghĩ tiếp à, cái sáu xứ này nó sanh lên do duyên cái gì à, cái gì là nhân cho nó, thì Bồ Tát thấy là sáu xứ sanh lên do có danh sắc à, danh sắc nhân ba đi nói là à, nam á ru bá bất chế gia à, sa la giá ta năng à, do duyên danh sắc sáu xứ sanh lên. Rồi Bồ Tát quan sát này, danh sắc này nó sanh lên do duyên gì à. Bồ Tát mới thấy rằng danh sắc này sanh lên do duyên thức à. Cho nên thì ngài mới nói rằng, ngài mới dạy rằng Vinyana Bacchaya Nama Phuvat à, thức duyên cho danh sắc. Rồi ngài quan sát tiếp à, là thức này do duyên gì để sanh lên, và trong bản kinh ghi nhận rằng là Bồ Tát Quý Bát Si đã à, tác ý đúng theo sự thật và đã trí tuệ đã sanh lên, và Bồ Tát đã thấu hiểu rằng à, danh sắc thức này nó sanh lên bởi do duyên danh sắc. Nên chúng ta thấy rằng cái bản kinh mà Ni Đa Ná này à, cái nội bản kinh Bá Na Ná này không có đề cập tới hành và vô minh, chỉ đề cập tới thức và danh sắc thôi. Thức duyên cho danh sắc thì danh sắc cũng duyên lại cho thức,
theo cái mẫu tương duyên như vậy, tức là ở trong cái thời hiện tại này mà thôi, chứ không chưa nói tới thời quá khứ nữa chẳng hạn vậy. Cho nên đối với cách thức Bồ Tát là từ quả đi suy ra để tìm lấy cái nhân, và cái nhân trong hiện tại, trong hiện tại à, thức duyên cho danh sắc thì danh sắc cũng duyên lại cho thức, nó là như vậy. Rồi dần dần tới như vậy. Và Đức Phật ngài dạy rằng này các tỳ khưu, rồi Bồ Tát Quý Bát Si suy nghĩ rằng, Bồ Tát Quý Bát Si suy nghĩ rằng như sao? Thức này xoay trở lại từ nơi danh sắc, không vượt khỏi danh sắc. Tức là thức duyên danh sắc, rồi danh sắc là duyên lại cho thức. Cho nên thức này xoay trở lại từ nơi danh sắc, nó không vượt khỏi danh sắc. Chỉ như thế này, con người được sinh ra hay trở thành già, hay trở bệnh chết, hay tử biệt, từ cõi này sinh lại ở cõi khác, nó là như vậy. Cho nên chữ Pali gọi là Nama Rupa Paccaya Vinyana, do duyên danh sắc thức sinh lên. Vinyana Paccaya Nama Rupa, do duyên thức danh sắc sinh lên. Nama Rupa Paccaya Sala Jatana, do duyên danh sắc sáu xứ sinh lên. Cứ như thế mà cái tiếp tục theo cái duyên sinh nó cũng chiều trở lại, tức là do duyên thức danh sắc sinh lên, do duyên danh sắc sáu xứ sinh lên, do duyên sáu xứ xúc sinh lên, do duyên xúc thọ sinh lên, do duyên thọ ái sinh lên, ái sinh lên, rồi do duyên ái thủ sinh lên, do duyên thủ thì thủ sinh lên, do duyên thủ thì sinh sinh lên. Do duyên sinh cho nên già chết sầu bi khổ ưu não sinh lên. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ quẩn này sinh lên như vậy. Và Bali có nêu thêm câu là Samudayo tức tí, tức là tập khởi. Tập khởi là gì? Đức Phật dạy này các thầy cô, từ nơi Bồ Tát Quý Bát Si khởi sinh lên pháp nhãn mà từ trước chưa từng được nghe, trí sinh lên, rồi tuệ sinh lên, minh sinh lên, ánh sáng sinh lên, vậy ấy chứng đắc vô thượng chánh giác, là như vậy. Như vậy rồi khi mà so sánh với kinh Đại Duyên, do chính cái kinh Đại Bổn rồi, bây giờ tiếp theo nữa có so sánh với kinh Đại Duyên. Tại kinh Đại Duyên cũng nói về lý thầm dị duyên sinh, nói là như vậy. Bài kinh Đại Duyên này chữ Pali gọi là Maha Nidana Suttanta, bài kinh thứ 16 của tập trường bộ 2, ký hiệu là D255. Bài kinh này Đức Thế Tôn giảng cho tôn giả An Đạt, còn bài kinh Đại Bổn á thì Đức Thế Tôn là giảng cho tôn giả Gia Cát Tỳ Khưu. Thì theo kinh Đại Duyên á thì Đức Phật ngài giảng cho An Đa đó, thì Đức Phật ngài giải là này An Đa, như vậy do duyên danh sắc thức sanh, thức sanh do duyên thức danh sắc sanh, danh sắc sanh lên, do duyên danh sắc xúc sanh lên. Như vậy so sánh hai bản kinh chúng ta thấy rằng ở trong bản kinh Đại Duyên Đức Phật ngài giảng cho ngài An Đa đó, ngài thông qua luôn một cái quen, tức là do duyên sáu xứ thì mới có xúc, nhưng ở trong kinh Đại Duyên Đức Phật ngài đi luôn do duyên danh sắc thì xúc sanh lên, do duyên xúc họ sanh lên, vân vân. Như vậy chúng ta thấy thì các ngài sẽ giải, có giải thích như sau. Trong kinh Đại Duyên đó, Đức Thế Tôn ngài thông qua cái quen do danh sắc sáu xứ sanh, còn ở trong kinh Đại Bổn thì có cái kinh, có cái quen do duyên danh sắc sáu xứ sinh lên, do duyên sáu xứ thì có xuất sinh lên. Còn trong kinh Đại Duyên thì Đức Phật ngài chỉ thông qua cái này, do duyên danh sắc xuất sinh lên. Vì đối tượng mà đang nghe pháp là ngài An Đạt, ngài An Đạt rất là thông tuệ, cho nên nói do duyên danh sắc là xuất sinh lên mà ngài hiểu ngay. Còn cái đối tượng là các vị tỳ khưu, thì trong các vị tỳ khưu đó có những vị nhanh trí cũng có những vị chậm trí cũng có, cho nên Đức Phật ngài thuyết theo tuần tự, tức là do duyên danh sắc
do duyên sắc thì sáu xứ sanh lên, do duyên sáu xứ thì xúc sanh lên, nó không có vượt qua cái chặng giữa giống như trong kinh của ngài Ananda như vậy, nó là như vậy. Cho nên chúng ta nắm bắt ý nghĩa này, nó là như vậy. Lại nữa, ở trong hai bản kinh đều không đề cập tới hai mắt xích là hành và vô minh, chỉ đề cập tới mắt xích là từ thức duyên cho danh sắc duyên cho sáu xứ duyên duyên nhân nhân xuống mà thôi. Nhưng mà trong các bài kinh khác thì lại có, khi mà mô tả pháp duyên khởi là có ghi nhận là do duyên hành thức, do duyên hành thức sinh lên, rồi do duyên vô minh thì hành sinh lên. Đây là Đức Thế Tôn ngài nêu ra cái vô minh và hành, Đức Phật ngài chỉ ra là nhân của quá khứ, nhân của quá khứ, do nhân của quá khứ như vậy, cho nên thì trong hiện tại này nó có gây cho các vị thầy cô nắm bắt được những cái nhân quá khứ nó là như vậy. Còn trong những bài kinh như kinh Đại Bổn hay kinh Đại Duyên, Đức Phật chỉ cho Bồ Tát chánh giác đó, chỉ mà quán xét tới cái khoen là thức mà thôi, thức duyên danh sắc duyên như thức mà thôi. Nhưng mà khi mà chứng đắc được vô thượng chánh giác thì ngài trực hiểu luôn cả quá khứ đó là vô minh và hành, tức là hai cái khoen của vô minh và hành như vậy. Và cái người mà tự mình giác ngộ được cái lý duyên sinh này chỉ có hai bậc thôi. Thứ nhất là Bồ Tát chánh đẳng giác, thứ hai là Bồ Tát độc giác mà thôi. Bồ Tát chánh đẳng giác là tự mình thấu triệt lý duyên khởi, không nhờ người khác chỉ dạy, và ngài giảng thuyết đến cho chúng sanh cùng biết. Đây là Bồ Tát chánh đẳng giác. Còn Bồ Tát độc giác thì cũng chứng đắc được, thấu triệt được lý duyên khởi, và các ngài cũng thấu triệt luôn hai mắt xích hành và vô minh, không cần phải quán xét. Nhưng Bồ Tát độc giác không thể trình bày được cái pháp duyên khởi này đến cho tất cả chúng sanh cùng hiểu, cho nên đây là cái đặc biệt như vậy. Thì với những vị tỳ khu mà tuy có duyên lành chứng đắc thánh quả nhưng mà có trí tuệ chậm, Đức Thế Tôn là chỉ ra trình tự có hai nhân quá khứ, đó là vô minh và hành. Cho nên quả trong hiện tại này là gì? Quả trong hiện tại này chính là danh sắc trong hiện tại này đó, mà danh sắc trong hiện tại này chính là thức. Danh sắc rồi sáu xứ rồi xúc và thọ, đúng rồi. Nhân trong quá khứ là vô minh và hành, trong đó tiềm ẩn ái thủ hữu nằm trong đó, nhưng hiển lộ rõ là vô minh và hành. Rồi trong quả hiện tại đây là thức, danh sắc, sáu xứ, xúc và thọ. Rồi trong suốt trong cái thì đây là cái quả hiện tại đó. Thì quả hiện tại này làm duyên cho cái nhân hiện tại. Nhân hiện tại nó là gì? Nhân hiện tại nó là ái thủ thủ và đứng kèm theo là vô minh hành nằm trong đó. Cho nên nhân quá khứ này gồm có là vô minh hành ái thủ thủ, cho nên năm quả hiện tại này là thức, danh sắc, sáu xứ, xúc và thọ hiện tại. Rồi cái này là cái quả trong hiện tại. Cái quả hiện tại này làm duyên cho cái nhân trong hiện tại. Nhân trong hiện tại này là gì? Là ái thủ thủ, trong đó có vô minh và hành. Và khi mà ái thủ hữu, ái thủ hữu và vô minh hành nó là nhân hiện tại thì nó sẽ cho quả trong tương lai, và sinh và già chết nó sẽ bám theo, nó là như vậy. Như vậy đó là cái tùy thuận theo cái duyên sinh, nó là như vậy. Và thưa quý vị, thì bài pháp đến đây chúng tôi nghĩ chắc cũng vừa phải lẽ rồi. Phước báo có sanh lên, xin cúng dường chư Tôn Đức Tăng, xin đem lại an lành cho toàn thể chư Phật tử. Mong rằng quý vị quan hỷ nhận hành quả phước này để nỗ lực tính tâm tu tập trên đường tu tập để nhanh chóng chứng đắc được đạo quả niết bàn. Nương theo quả phước này, chúng tôi không quên hồi hướng đến chư thiên ở các nơi, nhất là chư thiên ở chung quanh đây, chư thiên ở Bồ Đề Tự này, cầu mong các ngài quan hỷ thọ dụng.
Sau khi thọ nhận lời xin gia hộ cho chư tôn đức tăng và toàn thể chư tử luôn được tính tâm dũng mãnh trên đường tu tập để nhanh chóng chứng đắc được đạo quả niết bàn. Nương theo quả phước này xin đem lại an lành cho thân bằng quyến thuộc còn tại tiền của toàn thể chư phật tử, đem lại sự an lành cho thân bằng quyến thuộc đã quá giảng của toàn thể chư phật tử. Mong rằng các vị đó được tái sinh về nhận cảnh, được kết quả làm người quả chư thiên, và đặc biệt là sống trong hào quang của giáo pháp của Thế Tôn. Và sau cùng xin chia đều quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài đều được cộng dụng đồng đều nhau cả thể. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Bà Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Sa tu sa tu hình thai ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong vòng tịnh xa ngự yên hằng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi biệt thất nơi cây bồ đề, chúng con xin hội họp về, sẽ dùng pháp thi tiễn bệ cúng dân, rồi xin hộ độ chư tăng cửa từ ẩn náo phương hành hạ xa, tỳ khô chẳng luận trẻ già, cao hạ trung hạ hoặc là mới tu, thiện nam tinh nữ công phu, đều là thí chủ đồng phù trợ nhân, những người trong khắp thôn lân, kiều cư châu quận được phận an khương, chúng sanh bốn loại thông thường, noãn thai thấp hóa khi nương pháp lành, giải thoát pháp bảo nên hành, đăng mà dứt khổ truyện quanh đóa đài, cầu cho ân thành lâu dài, pháp thiện trí thức các ngài mở mang, bậc tu sinh được bình an, cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau, lại thêm phẩm hạnh thanh cao, những quả lợi ích kết mau kịp thì, cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi, xin cho cả thải chúng con tận hoa trong pháp Phật rồi giáo truyền. Cho sự phước báo mà chúng con đã học pháp hôm nay, hãy lại pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm.